Alo, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô màu. À, cách gấp giấy. Ok, mình sẽ bắt đầu với một tờ giấy màu. Mình chưa làm được màu vàng, không thể làm giấy màu vàng nhé. Chuẩn bị một tờ giấy và một kéo nha mọi người. Mình sẽ gặp giấy thành hình vuông nha. Xong mình sẽ cắt. Cái này cũng gặp thêm cái máy này luôn. Mở ra xong em vuốt hai cái này ra, cầm cái này lên. Trump does have a date. He has spoken to the families of the lost loved ones because of Kamala Harris'
cái này mình sẽ vứt vào một bên, xong mình sẽ lấy một cái tờ khác cũng màu đấy. Mình lại phải cắt tiếp. Ôi giời, nữa hả? Ui, ấy, ai nhớ như vậy, đấy là ok. Thẳng ra xong lại tìm cái nếp gót đấy gót xuống. Sấy Yeah.
không sao nữa. Đây làm rất là ok luôn. Ôi giời, quá đẹp. Ok, bước cuối cùng này quan trọng. Lấy keo à. Giã ra đây này. Cho nó chặt vào nhau. Để cho giã ra hai bên. Thế rồi mình quên lắm rồi. Kia lúc ăn thì lúc thịt cá này. Đó. Thôi được rồi. Xong. Và đây là đây mình vẽ mặt con mèo ở đây. Chẳng bị sao. Chính xác. Xong. Đây chính là thành quả của mình á. Dữ dội chưa. Đây. Rất là xinh luôn. Đây. Ok, cho con này vào đây nhé. Đó, xin chào. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp mọi người video lần sau nha. Thank you.